Hello, chào các anh em. Chào mừng quay trở lại với kênh của Woody. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại với A Quiet Sky 2. Hôm nay thì tôi đã có một chút thay đổi về cái hệ thống máy móc xung quanh nhà anh em. Con gì đấy, con gì đấy? Mắt lợn lợn. Ok, tôi đã chuyển cái khu shift những cái máy móc sàn của bên này hết anh em ạ. Để tôi cấp điện bên này. Thì hệ thống này sẽ bắt đầu từ khu chuyển điện ha. Cục này nó sẽ đào đá này, sau nó sẽ chuyển thành nham thạch. Nham thạch thì tôi chuyển hai cái này đầu ra vào cái máy móc Matic Dynamo này. Lúc đầu thì tôi muốn chuyển cả hai cái crucible vào một cái đầu này, nhưng mà nó lại không hiểu anh em ạ. Nên tôi phải tách ra, một cái chuyển mặt bên kia, một cái chuyển mặt bên này. Đó thì bắt đầu nó mới hiểu. Rồi thì nó sẽ truyền điện, cái dây màu đỏ này dây truyền điện anh em. Đó, nó sẽ truyền điện qua hệ thống này, truyền tất cả ở đây là 5 máy, gồm 3 máy đập và 2 máy sàng. Một cái thì tôi sàng trực tiếp gravel tức là sỏi đấy. Còn một cái thì tôi sàng đất. Đất là bụi. Một cái để tôi kiếm kim cương, emerald các thứ và than nữa. Còn bên này thì chủ yếu là redstone và tất cả đều kiếm được những cái khoáng sản. Thì dùng cái hệ thống điện này nó sẽ ngon hơn anh em ạ. Ngày và đêm chúng ta đều dùng được. Còn về solar energy thì cái này dùng tạm thôi. Tôi thấy cái tỷ lệ mà chúng ta sàng ra được silver bạc đấy nó hơi thấp. Silver để làm gì? Thì silver chúng ta để làm solar energy. Đây. Cứ ba vàng, à quên, ba bạc chúng ta mới làm được một cái solar cấp độ 1. Thế là nó rất là lâu. Đây tôi dùng luôn cái hệ thống bằng Magmatic Dynamo này, nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và hệ thống này tôi chuyển quay hết sang bên đường bên này cho nó thoải mái. Còn bên này thì chắc có mỗi chỗ này tôi dùng làm gì obsidian thôi, hắc diện thạch thôi đấy. Còn chỗ này chúng ta cấp điện đầy đủ, chạy rất là nhanh, máy nào cũng gọi là đầy ắp điện luôn. Tha hồ chúng ta xin tốc độ ra rất là nhiều. Redstone đã tha hồ rồi này, sắt chiếc các thứ. Đây này là kim cương. Rồi hôm nay sẽ tập trung vào nội dung chính, đó chính là máy pre-charge. Cái máy này tên là gì nhỉ? Laser drill, recharge laser drill. Chúng ta sẽ có bốn cái máy này. Rồi, pink slam tôi đã có bốn rồi này, plastic tôi đã có 8 rồi này. Chúng ta làm bốn cái nha anh em. Harden, harden craft chúng ta cần 8 cái. Ở đây chúng ta có đủ luôn, nó sẽ dư đây anh em ạ. Glowstone Illuminator 4 cái và Redstone Conduct, cái này thì từ Electrum cơ, sẽ là hợp kim của vàng và bạc. Cái này gọi đắt này anh em này, vàng và bạc. Đây chúng ta sẽ được 4, à thế đủ đủ anh em ạ. Chúng ta pulverize cái nickel ra, thi thoảng nó sẽ được bạc. Còn vàng thì theo tôi nhớ là từ copper thì phải. Đây, chúng ta sẽ lấy tầm hai cái đi. Gọi là tạo nấu trong induction smelter. Đây là máy dùng để nấu hợp kim anh em. Còn kim loại thì chúng ta sẽ nấu ở redstone furnace. Đây, Electrum ingot. Chúng ta cần thêm 4 cái redstone. Cái này nó sẽ quay về bên này ha. Redstone cần conducting coil. Còn những cái lần trước chúng ta làm là reception coil và transmission coil ha. Rồi. Khoan đã. Kim cương 4 cục
và tôi làm bốn cái máy cơ mà. Bốn cái máy chúng ta cần phải 8 cái này cơ. Thiếu 6. Cái elite chum ingot. Có anh em bảo là cái đường dây này thì nó đẹp ấy nhưng mà nó sẽ gây lag, giật lag ha. Hiện tại tôi thi thoảng thấy giật lag anh em ạ, là không sao cả, tôi thấy nó vẫn chạy được khi là nó lag quá và nó gọi là crash luôn game ấy. Thì đấy, chúng ta kết thúc series này anh em. Cho series đi về dĩ vãng luôn. 10 cái khoan dư rồi mà không sao ạ. Đây chúng ta sẽ có bốn cái máy pre-jack. Tiên thì tôi sẽ đập cái này ra trước, anh em lắp cái lỗ bên dưới ha. Cái này chúng ta sẽ đặt cao hơn so với bình thường một chút. Chỗ này chúng ta có thể lấp đi này, nham thạch và nước về chúng ta đã có thể kiếm một cách dễ dàng rồi. Đó, thì tôi sẽ sử dụng cái khu này làm khu đào. À quên, cần phải để nguyên cái này để chúng ta làm điện chứ. Rồi, trước tiên thì chúng ta sẽ đọc quét trước. Laser đây. Đọc lại cái này cho những anh em là chưa biết ha. Thì J1 đây là một cái tên của nhà phát triển bản mod này. Thì họ nghĩ là cái khu vực ở phía bên dưới The Void, cái khu vực nó không có cái gì để đào cả, nó không chứa một cái gì cả. Nhưng mà với cái công nghệ hiện tại và cái năng lượng vô cùng khủng thì chúng ta có thể đào được rất nhiều thứ từ cái nơi gọi là không có cái thứ gì đó bằng cái máy gọi laser drill đặt ở trung tâm. Và chúng ta sẽ đặt những cái pre-chạc ở xung quanh. Khi mà chúng ta đặt ở những cái vị trí chính xác rồi, chúng ta sẽ dùng cái ren. Cái ren nó là cái này này anh em này. Đó là cái clay. Clay. Đó. Chúng ta dùng clay để chúng ta quay cho cái mặt nó vào đúng chính xác. Thì cái laser drill, tia laser sẽ xuất hiện ở giữa những cái pre-chạc và cái máy đào drill. Chúng ta sẽ cho điện vào trong những cái pre-chạc và đặt một cái đầu gì đấy để lấy đồ ở phía bên trên cái drill. Và chúng ta có thể tăng khả năng nhận được những cái món đồ bằng những cái filter cho drill. Mỗi màu khác nhau chúng ta sẽ tăng được cái tỷ lệ lấy được những cái ore khác nhau. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thử ha. Tôi không biết là nó phải cần tầm xa bao nhiêu cả. Nhưng mà vị trí này khá là đẹp này. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cái drill lên trước. Laser drill ở trung tâm. Đó, sau đấy là cái pre-chạc thì tôi nghĩ là chắc phải cách xa ít nhất là một ô đấy. Chỗ này khá là nguy hiểm. Nếu không cẩn thận thì chúng ta sẽ bị rơi xuống The Void. Đó, vậy tôi sẽ đập mấy cục đá đi. Đó, những cái pre-chạc mà nó đã chính xác vị trí rồi ấy, nó sẽ có cái tia chiếu vào trực tiếp này ha. Em đợi xíu tôi đi ngủ cái. Không đi ngủ bên kia quái xuất hiện. Rất mệt. Đó, có con Creeper rồi kìa. Anh em để ý trên bản đồ nhỏ con Creeper này. Xử lý con này sớm. Hình như phía bên trên cái cột này thì phải.
Chà, nguy hiểm thế nhỉ. Creeper, đó. Nó vừa rớt xuống rồi anh em. Chỗ này nó, cái cây của tôi, à quên, cái chỗ này tôi nó dừng hoạt động rồi, thành ra nó tạo điều kiện cho mấy con quái xuất hiện. Sửa cái cây rìu vậy đó. Ok, tiếp tục đào ạ. Đào sạch vậy nhá. Cái máy này khá là thông minh khi mà nó đọc được là cái cây chúng ta nó mọc đến chỗ nào và nó đào đào sạch cái cây luôn. Đây tuyệt vời. Ok, quay lại với hệ thống này thì chúng ta cấp điện cho bốn cái máy recharge. Còn drill là khu mà chúng ta lấy đồ. Quay. Đó, vị trí chính xác thì bốn cái đều có điện ra. Rồi, bắt đầu chúng ta sẽ có một chỗ để chúng ta lấy đồ ở phía bên trên. Nhưng mà tôi sẽ chuyển đồ ra mặc chan phân nâu. Không, bây giờ chúng ta phải chơi phất đất. Và trước tiên thì tôi làm một cái hệ thống tạo điện ở đây đã anh em ạ. Đây chính xác thì nó ở vị trí này đúng không? Đó, đây là vị trí chính xác ha. Rồi. Chúng ta sẽ mở lại hệ thống làm điện ở đây. Hơi giật lag anh em thông cảm. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một xô nước và một xô nham thạch. Nham thạch ta lấy đây. Kìa. Đây. Đó, rồi chúng ta sẽ lắp chat phun nâu ở đây. Cho vua Interact vào để nó đào đá. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đá vào các cái crucible. Crucible à. Hai cái crucible ở đây cũng được. Trông nó hơi căng thẳng một chút. Này không được rồi. Này thì chúng ta nên đặt nham thạch ở đây thì đẹp hơn anh em này. Đó. Máy này nó phải đặt lại nó mới được. Đó. Rồi. Ô này đúng không? Phải mất thêm cục đá nữa. Và chúng ta sẽ cho nham thạch chảy ra. Rồi nấu 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 làm điện. Sao cái này không chiếu rồi? Ấy, đừng rơi. Chỗ này hơi hơi khó nhỉ. Từ từ. Tôi sẽ dùng hai cục Nether Crack đi.
Header crack mà chúng ta dùng lửa ấy, nó sẽ nấu được lâu hơn anh em ạ. Stainless steel. Và chúng ta sẽ làm thêm crucible. Đây cũng 5 ạ. Tôi sẽ làm thêm crucible ha. Đớt. Chúng ta cần hai, ít nhất là hai crucible đấy mới đủ. À, thiếu một. Đây. Mười bảy clay, 14 thôi, và một xương 14 cục. Porcelain clay. Sau đó chúng ta sẽ kết hợp thành hai cái crucible và nấu lên. Trong thời gian này thì tôi sẽ làm cái magma, à không, đó là cái gì nhỉ? Magmatic Dynamo. Đây rồi. 2 inva gear, 3 cái inva, có mỗi inva gear thôi, inva sắt và nickel 8 à, chúng ta sẽ có 6 sắt, 3 nickel, 3 và plus, ok. Còn là ba cái inva thì chúng ta có thể kết hợp, đây có luôn này, redstone, chín à? Sao này chín được nhỉ? Sao lại thành chín được vậy anh em? Ở 63. Tôi tưởng 62. Xem là còn thiếu gì nữa. Silver và hai redstone. Chán biết sừng coi nữa. Magma thích thay Dynamo. Ok. Chúng ta cần một ống dẫn dung dịch nữa. À không, giờ chơi server các thứ nó nhanh. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ có hai Nether Crack. Tôi sẽ đặt cái này lên tạm. Cho hai bạn Crucible lên. Thắp lửa trước anh em. Tốc độ sẽ là x3. Dây thì chắc chắn là nó chưa nhận rồi. Ta sẽ phải cho nó lên phía trên. Kệ, đắp dây bên trên thì cũng không sao cả. Đó, và bây giờ chúng ta có nham thạch. Chúng ta sẽ chuyển nham thạch ra để làm điện. Đâu đó quanh đây. Ở đây đi. Lét tôn phúc đất à? Không phải. Ta cần với dây chuyển dung dịch cơ. Đây là chuyển đồ này. Để tôi xem nào. Bên thermo đúng không? Dùng hết cả những cái dây truyền dung dịch rồi. À đây 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 đây. Đang thừa. Tháo ngay chỗ này. Đây chỗ mà chúng ta đang làm mà bút farm đấy anh em. Tận dụng luôn.
Hardened fluid luôn. Cái này chúng ta phải nắp ra đây này. À quên, phải bật lên. Ignore có nghĩa là không cần tín hiệu redstone. Tự động chuyển ra luôn. Rồi, và cái máy này đã có điện. Chúng ta sẽ thắp điện cho bốn cái máy. Recharge. Một anh. Khoan. Chỗ nào cho em đứng tạm được. Later. I feel đây. Cắm tạm vào đây cái. Ui, cắm cái drill này hơi ghê anh em ạ. Cảm giác nó cứ chiếu vào người đến nơi ấy. Này chúng ta có thể chuyển điện bên dưới này. Hoặc là chuyển điện bên cạnh. Chuyển bên cạnh này thì trông nó đẹp hơn. Chứ gì? Làm thôi, thêm cái led thôn chốt đất đi. Thiếu dây anh em ạ. Ăn cái bánh á. Lét tôi chốt đơn. Mười hai cái đi. Làm cho nó dư dư là chút. Tạm thời tôi sẽ sử dụng cái loại dây này thôi, dây gọi dây quỷ bắp này thôi. Từ từ, ta có phải lắp làm sao cho nó sạch sẽ đẹp đẽ chứ. Đấy, cái dây này có thể lắp ở đây này. Chúng ta thừa một dây ở đây này. Chỗ này không phải nối này. Chỗ này cũng không cần này. Đó. Rồi thắp đắp thêm tí đá đây đấy cho nó yên tâm. Từ từ ạ. Mở rộng tôi đi lại cho nó thoải mái nha bạn. Vậy chúng ta còn lắp dây để chuyển đồ nữa. Chắc phải làm cái new đồ quan này. Làm cái này mỏi tay quá. Rồi điện về làng về bản. Ui, hình như điện không đủ anh em ạ. Đây chúng ta sẽ đào. Để tôi lấp cái u này lại. Rồi. Ta sẽ đào cái u này ra. Cho laser drill nó đào đồ. Sau đó chúng ta sẽ chuyển đồ từ phía bên trên này qua một cái hệ thống dây đó. Chuyển qua đây nó hơi nứt nạo. Đó, tôi sẽ làm thêm mấy dây nữa. Kính à. Đấy. Đào ra thành đá cuội rồi.
Con đuôi là người gì nhỉ? Con đuôi. À không. Pai đúng không? Transfer Pi, thêm redstone và hai kính. Bốn kính. Đó, ta sẽ còn 16 giây nữa. Chuyển xuống đây. Hay trong này có Slaughter House à? Nhìn thì cứ tưởng là cái máy nó đào ra thêm cái laser drill thôi. Nhức đầu. Chuyển không? À, filter đây. Ồ, chạy khá là chậm anh em ạ. Có vẻ như điện không đủ, chậm lắm, nãy giờ mới chạy được có 240 mấy này, và điện thì sụt tầm ba mươi năm arithmetic. Leptone phất đất của chúng ta chuyển được bao nhiêu đây? Tại sao tôi tính ra được 3 năm? Anh em có thấy mỗi lần nó sẽ trừ đi tầm 700 ha, và mỗi lần đấy là tầm 1 giây, và 1 giây ở trong con game này là 20 tích, chia ra thì chúng ta sẽ có 35 arep per tích. Kinh không, thiên tài toán học mà. Đâu à, ta sẽ có led tôn phúc 200 arep per tích. Máy này chúng ta sẽ không đủ điện. 120 35, 35 nhân 4. À, 35 nhân 4 là 140 cơ. Đầu tư thêm cái nữa. Ờ, nhưng mà vẫn không đủ. Không đủ móc ma đúng không? Vậy 120 không đủ móc ma. Mà có thể là thêm hai ô bên này à? Ô này không được rồi. Hai ô này để chúng ta làm thì sao nhỉ? Đẹp nhất. Đẹp nhất là hai ô này à? Phải đâu, hai ô này chứ đúng không? Từ từ đã, à không cần, không cần. Đây tôi sẽ làm thêm hai chỗ chúng ta nấu đấy, nấu 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 nham thạch nữa. Nether crack. Clean and steel. Crucible. À khoan, chúng ta có 5 cái solar panel mà. À những cái này có 2 arep per tick à? À đâu, bao nhiêu nhỉ? Nếu mà để đào thoải mái chậm chậm tí ở 2 arep per tick anh em ạ. Cái kia nó cần những 5 cơ. Xem nào. Nether copper ore. Có phải nó đào ra không đấy? Có đúng là bạn đào ra không đấy? Ta có thể lắp solar. Không đeo được đèn.
này nhanh hơn được một chút. Ui. Khoan. Đây, nắp nắp nắp. Chỗ này mà rớt xuống là rất mệt này. Cục này không nhảy lên được à? À, này cao hơn, ok. Hiểu. Cái máy ở giữa này thì không cần điện thay nha. Trông thì nó ghi là energy nhưng mà không cần lắp điện ở đấy đâu. À, lắp vào 4 cái máy này thôi. Tốc độ không không thấy nhanh hơn lắm nhỉ. Có vẻ như do không đủ điện anh em ạ. Không đủ điện. Chạy có 120 mà nó cần những 130 mấy. Thôi, làm thêm chỗ để nấu nham thạch mới lại làm điện đi. Căng thẳng quá. Thêm inva này. 6 sắt. 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6. Cả cái này hơi căng nha. Cứ vất tạm này đi. Chà. Thiếu một xương. Chúng ta sẽ làm thêm một cái máy, một cái magma tích dynamo nữa ha. Thêm một hệ thống chuyển điện cho nó gọi là đầu tư. Quái bên kia là mấy con nó bị lag, nó đi ra ngoài hay là quái bên ngoài xuất hiện đấy nhỉ? Hơi đông nha. Nát à? Ui, đi mãi đâu kìa. Ui, ca mình. Ta sẽ hạ gục bớt đi, có vẻ cái máy nó không... Ui, đầy đồ anh em ạ. Đầy đồ nên cái máy nó không chạy. Cái máy này thì nó lại không, à cái filter thì nó lại không phân biệt được à những cái món đồ nào chúng ta cần vứt đi. Quần, mặc cái quần vàng. Chúng ta đang mặc cái món đồ vô cùng gọi là lẫn lộn. Kệ đi. Hai in vàng kia, ba in vàng in gót. Làm cái transmission coil. Thêm một redstone. Làm cũng nhanh, nếu mà anh em nếu thích anh em làm cũng nhanh anh em ạ. Đó. Thế là chúng ta đã có magmatic dynamo rồi. Rồi. Flint and steel. Crucible. Đánh nhanh không mà nó cháy ra ngoài, nó cháy cả cây rất mệt.
Ôi gà, xin qua đây. Alo, em nha. Đó, cái này lấy này đúng không nhỉ? Ok. Thích ngoằn ngoặt. Chỗ này chúng ta vẫn che lại này. Đó, giờ có nham thạch. Nó có tự động chuyển không? Không anh em ạ, chỗ này thì chúng ta lại cần servo này. Ổn hơn một chút. Có đào được cái gì? Lapis, ngon anh em ơi. Có lapis rồi. Đây là thứ chúng ta cần đây. Cái vẫn chưa đẩy điện lên được. Để mặc chạy mắc công suất luôn nhá, 120 đấy. Rồi thêm cái mắc Matic Dynamo nữa. Để trên này luôn. Có lava chạy 120 và thiếu chỗ này một cái servo nữa là xong. Cái này 4 à, hơi chậm. Cái này mà inva thì được 16. Làm cái này tôi thấy làm cái này cũng vừa đủ á. Sắt làm được inva làm luôn đi. Rất lần ngoằn. Hai inva kính và redstone. Đây là hạt inva đây đúng không, thiếu cái gì nhỉ? Đây là sắt à, vẫn là dùng hạt sắt à, sao không dùng hạt inva luôn, tại sao phải dùng hạt sắt? Đó, tầm này nó truyền ra phải nói là chạy không còn gì mà chạy này. Ignore rồi này, bên này lại 8.000, tại sao lại có thể dư thừa như thế được? Ignore à, đầy nham thạch đó, như bên này chạy là ngon này, gọi là vừa đủ luôn, không hơn không thiếu. Chúng ta có thể nâng cấp ở đây hai anh em, thêm vào cho nó tăng cái sản lượng, và chắc chắn là nó sẽ tiêu thụ nhiều nham thạch hơn rồi. Ở đây sao nhỉ, bắt đầu có thêm này, đây là truyền điện này, nhưng mà chỗ này là truyền được 240 và cái dây của chúng ta là chỉ có 200 thôi. Khoa recharge u nó cần 800 alep cho mỗi vòng, WK là mỗi vòng này đúng không? Tám trăm alep, không phải alep per tick chứ, alep per tick thì hơi hơi căng. Ba trăm WK hai trăm T, nói chung là nó đang chạy đấy anh em ạ,
nhưng mà rất là chậm. Đó, có tin ọc cái này. Tuyệt vời luôn. Chúng ta gọi là item đất à. Chuyển đồ. Rồi, ngon. Vậy là chúng ta đã có mấy cái ọc anh em ạ. Hiện tại mới có hai thôi. Chà, chỗ này không chuyển điện kịp à. Xem mấy cái ốc mình đây mà. Ốc mình ta sẽ có những cái nâng cấp chuyển điện tự động chuyển ra ngoài thiết bị, cái này cũng ngon này. Hạt tin và cục này đơn giản. Cái này ông thay thế cho cái servo này anh em này, nhưng mà chỗ này thì không cần servo, chúng ta lắp ở chỗ crucible cơ, nó không phải là thiết bị đầu ra vật phẩm. Đây là tự động chuyển vào, ngược với cái này là tự động chuyển ra. Cho phép cài đặt cái bên trong, ví dụ như hướng đầu ra đầu vào, hướng nào đấy, cho phép điều khiển bằng redstone signal, tín hiệu redstone. Cái gì đây? Cho phép ra vào qua cái coil của một dynamo à? Cái không hiểu lắm, kệ. Đây là cài đặt lượng điện tối thiểu cho đầu ra. Base fuel energy. À bây, đúng không? Cái này nó không không hiện là cho cái máy nào. À đây đây, nó phải là những cái này này. Energy produce này. Đó. Xem nào, nếu mà Magma chúng ta sản xuất dư thừa rồi ấy, chúng ta có thể sử dụng. Mà sao cảm giác cái nó hơi ít nhỉ? À, tính ra là cái này là không nhận được hết nham thạch. Ba cái này nó không chạy kịp luôn cơ mà anh em ạ. Căng thẳng thế nhỉ? Nếu tôi cắm ở đây thì sao? Cắm ở đây thì hình như chỉ có một đầu ra thôi. Cắm ở đấy thì chỉ có một đầu ra. Này không hiệu quả rồi. Cháy luôn Magmatic Dynamo của tôi rồi. Ờ kìa. Ai chà. Thống điện này hơi căng nha. Khả năng là tôi phải nắp ra một cái hướng khác anh em ạ. Nắp cho cái này thì có vẻ đủ này. 4 chỗ lava thì có vẻ là đủ cho cái máy này. Nâng cấp cho máy này được này. Nó sẽ nâng cấp nhiên liệu trước. Copper, silver,
và 4 redstone. Bốn copper, một silver. Cái này có vẻ đơn giản đấy ạ. Đây. Cái này có nâng cấp được không? Không nâng cấp được. À. Nếu mà muốn nâng cấp lên cấp độ 2, chúng ta phải có một cái cấp độ 1 ở bên trong ấy trước. Ai chà. Máy bên này cũng căng thẳng đấy. Đây là cái khó khăn để chúng ta làm ở cái phiên bản Guardian Sky 2 ha. Nắp vào. Điện chúng ta lên 240. Tầm này khét lẹt luôn. Tầm này bất chấp luôn anh em ạ. 240. 240 thì cái dây này truyền không đủ. Mà thực ra cái máy này truyền cho cái máy này cũng không đủ được anh em ạ. Cần 800 cơ. Redstone ore, Nether copper. Ngon. Cái này chúng ta có thể nấu ra để được những cái ore này được anh em này. Ok. Cái kia quái nhất như nào nhỉ? Đầy đồ à? Đầy đồ rồi, rớt cả dropper cái gì nữa kìa. Jack O'Lantern khe được phun linh. Ui cái giày ngon thế nhỉ. Drop à, đây là Defensor chứ không phải Dropper. Xương này cũng hơi bị nhiều quá. Thôi tạm thời cứ để đấy đi. Và có vẻ như bên này nó cần rất 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 nhiều điện anh em ạ. Tôi thấy lava bắt đầu sụt, có thể sẽ không đủ hai anh em. Bắt đầu sụt này, xuống còn nó 200. Tôi có thể lắp thêm 4 hướng truyền lava được. Nhưng mà chắc là không cần. Cái này gọi là dùng tạm thôi anh em ạ. Tôi sẽ dùng một cái loại năng lượng khác để chúng ta sử dụng. Và cái máy đào này thì thực ra là tốc độ này là ổn định. Nếu chúng ta mà dùng tốc độ nó nhanh quá thì nó không hay. Đào nó ra mấy cái linh tinh nó lại không hợp lý. Đó, thế tầm này là ok rồi. Tôi nghĩ tầm này là thoải mái. Điện tích trữ trong này có vẻ là do là dây truyền tải chúng ta truyền tải chưa hết. Và chúng ta cần đến 800 cơ. Ok, nói chung là hôm nay chúng ta đã có một cái hệ thống để chúng ta tự đào hai anh em. Đây là thiết kế. À, bỏ qua phần tạo năng lượng ở phía bên dưới, chúng ta có bốn cái pre-charge hướng cái mặt vào bên trong Nether Drill. Bốn cái pre-charge này được cung cấp điện và nó sẽ đào đưa ra vật phẩm ở phía bên trên. Anh em có thể đặt một cái rương để theo dõi vật phẩm, hoặc anh em có thể dẫn nó ra ngoài một cái rương khác để chúng ta có thể kiểm tra đồ đạc ở đây. Và kết quả thì chúng ta sẽ xem ở tập sau ha anh em. Cảm ơn đã theo dõi. Hẹn gặp lại ở tập tiếp theo ha.